Quang Linh Vlog bị khui phân biệt đối xử khi đón bà Nhân Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên. Mới đây, bà Nhân Vlog đã tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình tại Châu Phi. Tại đây, cô đã có cuộc hội ngộ với vlogger Quang Linh. Xuất hiện với tư cách người làm tình nguyện, Quang Linh và bà Nhân chọn cho mình phong cách giản dị, năng động, ngay cả cách nói chuyện và ăn uống. Cả hai cũng vô cùng dung dị, gần gũi. Theo đó, Quang Linh đã chiêu đãi bà Nhân bữa sáng gồm gà rang từng kèm theo nồi mì tôm siêu tầm khổng lồ. Nói chung là xuống dưới bản này chỉ có món gia truyền mì tôm thôi các bạn. Phải đi 70 km mới có một tô phở, xong đi về nhà ăn chưa là vừa. Đúng là làm dâu trăm họ, đi làm thiện nguyện đồng lộn thì bị chê là nổ. Đơn giản như Quang Linh với mì tôm cơm trắng thì bị một số cư dân mạng cho là xòe xòa. Thật khó để làm hài lòng mọi người. Trước đó, mạng xã hội cũng từng dùng nhau đoạn clip quay lén ghi lại bữa ăn đạm bạc của Quang Linh với cơm và rau xanh. Hay trong một khoảnh khắc khác, lần nãy Quang Linh đang ăn gọi bát mì tôm trước khi vào họp. Cách đây không lâu, khi Hoa hậu Thùy Tiên sang Angola làm từ thiện cũng được team Quang Linh tiếp đón vô cùng nồng hậu. Bàn ăn tràn ngập hải sản luôn có để mời hoa hậu. Đặc biệt, trong bữa cơm trước khi chia tay Thùy Tiên, Quang Linh còn chuẩn bị cả bò beef steak và tôm hùm cực lớn. Bạn nghĩ thế nào?